Hello anh em, thì hôm nay là R15 đã bán cho một cái anh ở dưới tỉnh xa tới lên đây mua ha. Hiện tại mình đang lắp lại cái cặp kính dinh. Hôm bữa mình quay clip mình tháo ra cho đẹp. Thường thường á, quay qua đây em, quay gần đi. Thường thường thì xe R15 này á, tháo kính dinh ra nó mới đẹp. Còn gắn vô nhìn nó tù, nhớ giống hai cái râu dế. Nhưng mà gắn vô gì mới hợp pháp nha. Gắn gì mới hợp pháp. Mà theo mình thấy là tháo ra nó mới đẹp. Thì bây giờ như lời hứa thì mình sẽ tặng ảnh một cái chai nhớt. Đây. Cái chai nhớt. Từ từ để mình kêu ảnh vô, ảnh ngồi đây. Anh ơi. Qua đây vô đây em nói nhỏ này nghe. Nói chung là anh ở xa tới á, thì em cũng có một cái món quà. Đây là cái món quà dành cho xe. Đây là món quà dành cho xe. Đây là lon nhớt đặc biệt của em đó. Và bây giờ em muốn tặng cho anh một cái món quà kiểu như anh em mình còn chơi với nhau lâu dài á, chứ không phải là mua một chiếc xe không. Thì ba cái vỏ đó, đó ba cái vỏ này anh cứ chọn một cái, bỏ vỏ trên chọn một cái, như món quà mình đeo rồi mình nhớ tới nhau rồi đó. Lựa đi, em lấy luôn. Chọn cái trời, có biết chọn thấy cái này đúng không? Thì đây, đó, đây, bây giờ mình sẽ qua cho anh mua xe. À, xe đang đi á, cũng có bán luôn. Mà hình thứ bảy nghe em lên tại bán cái này đổi con khác. Đây tặng cái vỏ nha, đeo thử coi. Trong đây là cái vỏ này chắc lắm á, hãng này hãng sản xuất dành cho đồ đua xe mà. Nó đeo cái dây nè, đó mình cột lại. Cái kia là quà cho chiếc xe, cho xe mình đi bền hơn, tại vì sợ anh em không biết đi mấy bỏ mấy cái loại nhớt bình thường vô, nhớt mấy cái nhớt không rõ nguồn gốc á, đi xe nó hư. Thôi tài trợ cho anh em mình nhớt xịn rồi anh em đi cho xe trơn tru. Rồi với lại cái vỏ đeo vô đi, vỏ này bền lắm á, không biết chừng nào mới hư á. Rồi vậy nha, giờ chờ ráp xong chiếc xe rồi chở đem xuống dưới cho kiểm tra lại đăng sơn rồi cho anh em chạy về đó cho mượt mà à. Chứ biết sao không, không quay clip á, mấy anh em gọi tới, mấy anh em hỏi còn xe không gọi, ok chung cuồng chịu không nổi. Giờ đó, giờ phải quay clip là đã xe đã bán. Còn nhiều anh em cứ nói mình là sao đăng giá xe ảo lên để câu view, mà thực tế là anh em qua mua thì anh em mới biết mà, đúng không? Ở đây rất là vui vẻ đón tiếp mấy anh em nhiệt tình, ở đây giống như là một cái sân chơi dành cho anh em. Ví dụ mua xe có vấn đề gì gọi anh đây đó. Dù biết là mua xe thì đương nhiên xe mới hay xe cũ thì nó cũng phải hư, nhưng mà nếu như mà những cái vấn đề lặt vặt mà dễ thì qua đây mình xử lý luôn đó. Nhưng mà mấy xe này mình đã kiểm tra hết rồi, rất là kỹ. Chút nữa là xuống là kiểm tra xong hết rồi, thay dầu rồi hết rồi, sơn rồi làm hết xong rồi chạy thử vòng. Nếu như mà không ok quay lại đây trả xe lại đó. Anh bên đây rất là dễ, bên đây anh em nói chung vui vẻ thôi, tại vì mua xe với nhau mới gặp lần đầu nhưng mà cũng biết tính mình đúng không. Mua xe với nhau xong còn chơi chung với nhau, chứ đâu phải mua xe là kiểu như là bán chiếc xe xong là đâu là quên đâu đúng không. Rảnh rỗi thích lên đây chơi rồi anh em tiếp đó, cà phê cà pháo rồi vậy nha. Bây giờ chờ ráp xong rồi đem xuống kiểm tra xe rồi anh em tiếp tục xem clip nha. Bây giờ như lời đã hứa anh em thì ảnh mua xe của mình thì mình thay nhớt cho ảnh, như lại kiểm tra mấy cái lặt vặt cho ảnh. Chạy về, ảnh chạy về đó hơi xa, từ đây ảnh chạy về dưới Bình Thuận á, La Ghi á. Anh Hà thay nhớt lại tăng sơn. Sơn nó hơi bị trùng xíu nè. Thực sự thì anh này anh may mắn thì hôm nay có Minh ở đây. Bình thường á là Minh bọn công việc không có ở đây, thì bữa nay có Minh đây thì Minh trực tiếp với lại anh quên tên bà rồi. Quay nhiều quá bây giờ lú rồi. Anh gọi là anh
kỹ thuật trưởng đó, thì cùng nhau kiểm tra cái xe này đó. Anh vô đây em dặn mấy cái luôn mà. Thì con xe này á, dung tích nhớt của nó là 850ml, là một lần anh thay á, là đổ một bình hay là 850 cũng được. Khi tôi mình đi xa thì mình đổ dư dư xíu cho nó ổn định đó. Thì cái con này 850ml là nó hơn cái thằng quay là 50ml thôi đó. Nó tại vì nó có công nghệ đời mới á, nó tiết kiệm nhớt hơn những xe đời cũ. Khi mà anh thay lọc nhớt rồi là vậy nè, anh cứ đi 3 bình nhớt là anh thay một cái lọc nhớt. Cái lọc nhớt nằm ở đây đó, là lọc nhớt, là khi anh thay lọc nhớt thì anh đổ đúng 1 lít. Đúng không? Cái lọc nhớt nằm đây nè, lọc nhớt, cái lọc nhớt nó hình như là cũng đi chung với lại thằng ẹt sao á, theo em biết là cái lọc nhớt nhỏ nhỏ đó, thì đi cứ đi 3 bình nhớt là cứ thay lọc nhớt 1 lần cho kỹ đó. Rồi bây giờ em kiểm tra xe, em kiểm tra sơn nhớt rồi này nọ kia khác, rồi xong rồi ra trước rồi em bàn giao xe cho anh đó. Anh chạy thử rồi bàn giao, nói chung là ngon nhất có thể, lành với con xe của mình ngon nhất có thể, thì anh em đi an toàn thì mình mới an tâm chứ. Đâu phải bán con xe rồi bỏ anh em bơ vơ không biết làm gì đúng không? Còn thích lên bô độ, bữa nào cứ em kiếm được cây bô nào anh em mà không chơi lại để lại á, mình vô cho rẻ, chứ giờ đi mua bô mới á nó hơi chát, nó hơi giá chát. Nên kiếm cây bô là ngon ngon. Vỏ ưng ha, vỏ mới tinh luôn. Cứng ngắc, hình như cái này mới luôn á, chưa có giá hay gì đâu. Nhìn cái dấu nó là chưa có dấu giá hay dấu cán đinh gì, mới luôn á, mới thay. Cái này là không ruồng nhé. Đúng rồi, mấy xe đời mới bây giờ đi xe không ruồng hết. Rồi bây giờ anh thay nhớt. Thực sự là bán rất là nhiều xe nhưng mà hôm nay á mới có dịp để quay clip thôi. Nó lâu lâu quay một cái clip lên cho anh em coi là vẫn còn bán xe. Chứ bình thường là mấy anh em lên thẳng đó mua xong rồi lấy tiền rồi xong rồi đi thôi. Tại trước là chủ xe cũ á, đi nhất thường, nhất cũng loại thường á, không có loại cao cấp á. Này chắc Repsol quá. Coi chút nữa độ nhớt của mình vô nó khác biệt. Này giống nước mát á, nước bí đao đen thui thù lùi, nước mát rồi là đầy đủ hết, full hết, lâu lắm em mới thay. Cái này nước mát mới thay mới hết rồi, chỉ có nhớt là em đi em cảm thấy nó đen hết nhớt, là đen thui thù lùi. Quay gọn lên coi đúng như lời hôm bữa mình nói không. Thấy ghê. Rồi chưa, quay chưa? Rồi, nãy giờ xong xuôi, bây giờ tới lượt đổ nhớt vô nè. Màu nhớt xịn, nhớt cao cấp là khác liền nè. Đó, thấy chưa? Thấy không? Hồi đó giờ ở dưới đó chắc chưa thấy này đúng không? Chưa thấy. Chỉ thay mấy cái nhớt thường thôi chứ. À, cái này mà đi vài bữa thì ấy thì gọi anh ship về cho. Ship về đó. Cái gì đó. Cái này mình một chai, dụ mình chạy là 30 cây, chạy xa là 3.000 cây. Ừ, 3.000 cây. Lọc nhớt cũng không có thì dưới đó không có thì kêu anh ship về. Nhắn Zalo nha, chứ Facebook ngày nó nhắn nhiều quá chịu nổi. Zalo chủ yếu là mấy anh em Zalo, là mấy anh em chơi chung á, add Zalo rồi. Nhiều anh em hỏi sao không trả lời, anh nghĩ coi mấy chục ngàn người trả lời gì kịp, trả lời gì nổi. Thì có nhiều người trôi luôn á, mà giờ chết không nổi, giờ đi làm về mệt quá, mệt luôn. Nay thời gian rảnh rồi mới xuống rồi, kiểu như quay clip anh em chơi rồi mình quay cái clip vui vui, coi cho có cái anh em xem, bữa giờ không ra clip.
xong. Giờ tăng sên nữa là xong. Rồi em lui xe lại. Mình bây giờ là anh em mình sẽ bàn giao lại chiếc xe cho anh chủ xe đẹp trai. Ảnh có tâm sự với mình là ảnh không thích mấy chiếc ẹt. Ảnh thích mấy cái dòng kiểu vậy nè, nhìn nó ngầu đúng không? Nhìn nó cộm. Ảnh dụ dụ vô ảnh mua cái nón giống mình. Đó anh em quay nè, sạch sẽ là nãy anh tặng sơn nữa nha. Bên em qua lấy chai xịt sơn của ông Hiếu á. Có mua xịt sơn gì là chạy qua anh nha. Để anh chỉ cho, lấy chai xịt sơn kia, bên kia. Xịt sơn bên kia. Đó là sơn tăng hết rồi nha, đầy đủ rồi, nói chung là ngon nhất có thể. Đây, mình bàn giao cái chìa khóa dự phòng. Đây là cái mã. Cái này nên cất kỹ. Lỡ mình mất chìa khóa mình ra hãng cho đánh lại. Đây, đây là cà vẹt xe. Xịt chưa? Rồi. Ở dưới xịt rồi hả? Ừ. Rồi. Anh phải mua một cái chai dưỡng sơn. Chai đó bao nhiêu? Chai này 290. Một chai là xài cả năm. Nói chung một lần em chỉ cho xài nè. Nói chung mình không có ben, mình không có thời gian á thì cứ rảnh á mình xịt vô đây cái cho nó dưỡng. Nó vừa kiểu như là nó vừa dưỡng sên, không cho sên thư. Rồi nó vừa bôi trơn sên. Đó, 3 trong 1. Dưỡng sên mình dựng chỗ mình cũng xịt cho nó giữ cái sên mình nó xài lâu hơn, bền hơn. Chứ không có lấy dầu ở dưới đó người ta lấy nhớt cũ đổ vô là nó dơ xe, nó hư xe á nha. Hư sên á. Rồi, trả lại chỗ cũ nè. Rồi bây giờ cái màn đặc biệt ha. Em test xe cho ảnh luôn, em mở lên đề máy rồi này nọ. Quay vòng cho anh em coi xe đẹp ông nội. Cái này quay kỹ quá rồi. Ừ. À, bật cái này lại nghe em tiếng máy. Thấy không? Thấy nè em chưa? Chưa? Rồi giờ cho ra chạy thử. Mình chạy thử đi chứ. Khai mạc đi, xây nhớt rồi, sên đăng hết rồi. Dán cái tem này vô là auto tăng mã lực 199. Kỹ vậy đâu có trả lương thêm đâu mà kỹ vậy không? Nào mà em không có lương. Kỹ. Rồi mình nạp vòng đi. Thiệt cũng được tại vì em mới lên chạy với cộng với con lốp ban đầu cơ này nọ ổn định hết đó, có cái gì cứ nhắn tin vậy ha. Nói chung em cần thiết cái gì đó thì em muốn mua nhớt hay là này đó em phải lo anh chở em Zalo gửi phí nó không bao nhiêu đâu, mấy chục ngàn tiền phí nữa. Giờ xong ha, giờ mình chạy xe vô đây ấy, rồi mình lên mình làm thủ tục này nọ xong rồi. Cái này kỹ quá anh em, không trả lương nó luôn á, mà kỹ ghê luôn. Nó lau đi lau lại nãy giờ 2-3 lần á. Rồi. Rồi vậy là xong. Xong rồi nha anh em. Bye bye. Hẹn anh em vào những clip sau. Nói rồi, xe nhanh thì sẽ còn xe nha.